Chào mừng các em đến với lớp học nấu ăn. Sẽ có 2 đội tham gia trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ cô sẽ làm mẫu trước nha. Nghe cô giáo Sophia thông báo về cuộc thi nấu ăn sắp tới, không khí lớp học bỗng trở nên sôi nổi hẳn lên. Ngay lúc này, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô Sophia đang trổ tài làm bánh vô cùng điệu nghệ và đẹp mắt. Wow! 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 Và đây sẽ là phần thưởng cho người chiến thắng. Chúng ta nhất định sẽ là người chiến thắng, đúng vậy. Nghèo như cầu mà vòng muộn thí thụ à. Mở đi. Chờ đó mà coi. Cuộc chiến giữa 2 đội bắt đầu. Chào mừng các em đến với vòng thi đầu tiên. Bây giờ các em hãy chọn trái hay phải để chọn dụng cụ làm bánh của mình nha. Không biết cái nào ngon hơn à? Cái nào không biết rồi đó. Ủa? Ủa? Hả? Có cách rồi. Sau khi nghe cô Sophia thông báo về luật chơi, đội của Henry đã chọn cách gian lận để giành phần có lợi về cho đội mình. Thì ra là Henry đã sử dụng một con bọ robot thông minh để dò coi bên trong chiếc hộp là gì. Hộp bên trái chỉ có một chiếc máy khoan và một vài cuộn kẽm mà thôi. Chê nha, chê nha. Còn bên phải là một chiếc máy đánh trứng hiện đại. Ôi trời. Đội của Henry chọn bên phải. Nhóm búp bê chọn bên trái. Ô là trời. Các bạn có 15 phút để hoàn thành phần thi của mình. Bắt đầu. Nói về đội giàu, lúc này họ vô cùng phấn khích và tỏ thái độ lồi lõm với đội nghèo vì đội giàu đã sở hữu một công cụ hiện đại để làm bánh. Đội nghèo, búp bê và Mike, họ không có máy đánh trứng. Họ phải làm sao đây? Trong cái khó, ló cái khôn. Ngay lúc này chính là lúc để Mike thể hiện sự thông minh và sáng tạo của mình. Cùng lúc đó thì đội đỏ đã hoàn thành chiếc bánh khá là đẹp. Oh. Vào những giây cuối cùng, búp bê và Mai cũng đã hoàn thành xong một chiếc bánh khá là ấn tượng. Wow. Thời gian đã hết. Mời các bạn đến với vòng 2. Vòng 2. Gặp may hay không? Mời các bạn chọn bên trái hay bên phải. Ngay khi luật chơi vừa được công bố, Sophie và Henry lại dùng cách gian lận để chiếm ưu thế. Alo. Ok luôn. Họ muốn đạt kết quả tốt mà không cần phải làm việc chăm chỉ như Poppy và Mike. Oh, wow. Bên trái có chỗ. Ok. Đội số gì chọn bên trái? Aha. Bên phải sẽ thuộc về đội Mike. Hả? Thời gian 30 phút bắt đầu. Nhờ sử dụng cách gian lận, đội của Suzy và Henry đã chọn được những nguyên liệu làm bánh vô cùng dễ dàng. Trong khi đó, Poppy và Mai chọn phải những nguyên liệu khó nhằn, nhưng họ vẫn chấp nhận thử thách và sáng tạo để trang trí bánh của mình. Coi nè. Vì muốn tăng cơ hội chiến thắng cho đội của mình mà đã cố gắng bày trò phá bánh của nhóm Poppy và Mike. Hey. Wow, đẹp quá. Cúp điện rồi. Ủa, sao vậy? Chiêu này gọi là dậy ông đập lưng ông. Chính đội của họ đã tự tay phá nát bánh của họ rồi. Hey, hello Henry. Bye. Và thời gian đã hết. Đội của Sophia và Henry dù đã cố gắng gian lận trong mọi tình huống, nhưng cuối cùng họ là những người thất bại. Ngược lại, nhóm búp bê bằng sự sáng tạo và cố gắng không ngừng, họ đã tạo ra một sản phẩm xuất sắc. Tuyệt vời! Người chiến thắng chính là búp bê già Mai. Cùi bắp ơi là cùi bắp, ở những chỗ cũng không làm được nữa. Nó sơn. Người chiến thắng. Mẹ Emma trước khi đi ra ngoài đã có dặn dò búp bê rằng ở nhà phải dọn nhà giúp mẹ. Thế nhưng khi Emma trở về lại phải đối diện với một căn nhà toàn là đồ chơi và rác. Búp bê, sao con chơi game hoài vậy? Đi lau nhà cho mẹ. Con chơi chút xíu nè. Hả? Nói cái gì vậy búp bê? Con nói là ước gì mẹ biến mất đi đó. Con dám ăn nói với mẹ vậy đó hả? Dạ con nói vậy đó làm sao? Con hư quá rồi đó búp bê. Người muốn mẹ biến mất à? Để ta. Nghe thấy lời của búp bê, Piccolo đã hiện ra và bắt mẹ Emma đi. Thấy vậy thì hốt hoảng nhảy vào cổng không gian để cứu mẹ. Ông kia, thả mẹ tôi ra. Người phải tìm đúng đâu là mẹ của người. Nếu đúng, ta sẽ thả ra. Nếu sai, mẹ của ngươi sẽ bị nhốt mãi mãi. Trong thế giới game, Piccolo bắt búp bê phải chơi một trò chơi để chọn đúng mẹ. Mẹ! Hãy chọn. Búp bê, mẹ đây nè. Búp bê. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Ngươi sai rồi. Bà ta sẽ bị trừng phạt. Búp bê. Ban đầu vì quá tự tin và nóng vội, búp bê đã chọn sai và mẹ đã bị Piccolo hành hạ. Có chơi có chịu. Cô xin ông, đừng có làm hại mẹ tôi mà. Tha cho mẹ tôi đây. Tôi cầu xin ông. Thôi được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi nên nhớ, đây là cơ hội cuối cùng. Chọn đi. vì lo sợ rằng nếu như mình chọn sai nữa, mẹ sẽ bị Piccolo hành hạ. Vì vậy, bất tịch quyết tâm, mình sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Yes, chính xác là như vậy. Phải dùng cách này để tìm mẹ thôi. Đây đúng là mẹ của mình rồi. Yay! Chúc mừng, người thắng rồi. Chú tôi thắng rồi, và ông cho chúng tôi về nhà đi. Được. Như đã hứa, vì búp bê đã chiến thắng trò chơi nên Piccolo đã thả hai mẹ con về lại với thế giới thực. Con xin lỗi mẹ vì đã không ngoan ngoãn. Không có sao đâu, con biết lỗi là tốt rồi mà. Yeah! Yêu mẹ nhất rồi. Hay lắm á. Xin chào. Chào mừng các em đã đến với cuộc thi làm bánh. Ôi, cô làm hay quá hả? Đẹp thiệt á. Trong cuộc thi làm bánh tại trường Bona, Dante, Sarah, John và Henry đang hồi hộp chờ đợi để tận hưởng những giây phút sáng tạo cùng cô giáo Sophia. Các em đã hiểu cách làm hết chưa? Dạ rồi, em sẽ là người chiến thắng. Đây, mình mới thắng nè. Mình mới thắng mà. Người thắng là mình. Đó, mình nè. Rồi, đừng có thắng nè. Tại cố quá. Đấy, mình thắng là mình. Dừng lại. Cuộc thi bắt đầu. Đội búp bê Sarah đấu với John và Henry. Các em nhấn chọn trái hoặc phải để chọn nguyên liệu nha. Trong khi búp bê và Sarah đang suy nghĩ để chọn hộp nguyên liệu, John và Henry, hai chàng trai nghịch ngợm của lớp, đã nhanh chóng bắt đầu âm mưu của mình. Họ lặng lẽ bàn bạc và liên tục liếc nhìn về phía của Poppy và Sarah. Cuối cùng thì Henry cũng thực hiện kế hoạch gian lận của bọn họ trước sự ngỡ ngàng của Poppy và Sarah. Henry và John đã chọn hộp bên phải, vậy Poppy và Sarah chọn bên trái nha. Không được. Có cách rồi. Đội nữ Poppy và Sarah tuy là họ đã gặp phải những dụng cụ khó cho việc làm bánh, nhưng mà họ đã dùng sự thông minh và sáng tạo của mình để biến mọi việc dễ dàng và thuận lợi hơn. Điểm. Wow, đẹp quá hả? 90 điểm. Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, đội nữ đã giành chiến thắng ở vòng 1 trước sự ghen tức của đội nam. Chọn đi các em, đã gian lận ở vòng 1. Liệu John và Henry có tiếp tục gian lận ở vòng 2 hay không? Dạ, tôi biết rồi. Dạ cô chú. Và câu trả lời quá rõ ràng, vẫn tiếp tục gian lận. Wow. Bến trại cô chú ơi. Ok. John và Henry đã chọn hộp bên trái, vì vậy hộp bên phải sẽ là của Poppy và Sarah nha. Dù gặp phải những thách thức khó khăn hơn từ cô Sophia như việc phải sử dụng nguyên liệu khó trang trí hơn, nhưng họ nhanh chóng tìm ra cách để biến chúng thành những điểm nhấn tuyệt vời cho chiếc bánh của mình. Tuy vậy, họ vẫn gặp phải rào cản, những trò phá phách từ John và Henry. Hai bạn, mình có quà cho hai bạn nè. Búp bê Sarah bị loại. Của tụi em nè. Khi nạn nhân không ai khác chính là cô Sophia thì John và Harry không thể nào thoát tội được. Harry, John chưa ăn gian. Wow, đẹp quá à. Tụi em giỏi quá vậy. Hai em xứng đáng là người chiến thắng. Hai đứa không được ăn gian nữa nghe chưa? Dạ. Chào anh. Ủa, dạ chào quý khách. Anh ơi, cho tôi hai vé nha. Ha, không đủ. Đây là mẹ bầu nghèo và con gái. Ôi trời ơi. Mẹ bầu dâu và gái rượu. Ui, khách quý của tôi. Dạ, mời vào, mời vào. Dạ, dạ mời chị. Còn tụi tôi thì sao? Tự xử đây. Mẹ Emma và Katie vì khác nhau về địa vị kinh tế nên đã được sắp xếp ở hai khu vực bơi khác nhau. Emma và Búp Bê tận hưởng không khí tươi mới ở khu vực nghèo, trong khi Katie và Suzy thì ở khu vực giàu sang. Để mày tắm cho con gái nha. Đây, bây giờ kỳ hòm nữa nè. Trời ơi, quá trời luôn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trở nên căng thẳng khi Katie và Suzy bắt gặp Emma và Búp Bê đang vui vẻ tận hưởng thời gian cùng với nhau. Mẹ ơi, con muốn ăn trái cây quá à. Búp Bê, coi nè. Mẹ ơi, con lấy nhỏ nè. Ok, giỏi vậy ta. Từ giờ mình là bạn nha. Sau tất cả thì hai gia đình đã làm hòa với nhau, lại còn trở thành bạn tốt của nhau nữa. Đây là Poppy, một cô bé con nhà nghèo nhưng lại vô cùng chăm chỉ làm việc. Mọi người tham gia thử thách trang điểm. Người chiến thắng sẽ nhận được chiếc vương miện giá trị. Mình nhất định sẽ giành chiến thắng. Một cô bé con nhà giàu nhưng tính tình kênh kiệu và khinh thường người khác. Bỉ ngạn nghèo, bớt làm trò con mèo. Nghèo mà còn hay ra vẻ nữa. Ố, dài quá rồi nha. Rồi, qua đây. Mời các bạn xoay vòng xoay và chọn nhân vật của mình. Kết quả là Suzy là nàng tiên cá. Còn bây giờ thì mời Poppy. Wow, đã có kết quả. Poppy chính là Hello Kitty. Và bây giờ mời các bạn vào phòng thi. Cuộc đối đầu giữa nàng tiên cá và Kitty. Chào mừng các bạn đến với phòng thi. Wow. Cả hai bạn có 60 phút để hoàn thành bài thi. 60 phút bắt đầu. Mỗi bạn có 60 phút để biến hóa bản thân thành nhân vật đã quay được và chỉ sử dụng gam màu sắc đã được chọn. Người có màn biến hóa ấn tượng nhất sẽ giành được chiến thắng là chiếc vương miện giá trị. Suzy luôn tự tin rằng mình sẽ là người chiến thắng vì Poppy lại không nói gì, chỉ tập trung vào việc trang điểm. Cô bé sử dụng màu hồng một cách khéo léo, tạo nên một vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu. Và nhiệt huyết trong việc làm đẹp với màu Hello Kitty. Trái ngược, Suzy chủ yếu tập trung vào việc đánh giá và khinh thường đối thủ nghèo của mình. là tự hại chính mình nữa. Cái gì mà thấy ghê vậy? Mê ghê cái trời. Ủa sao đẹp quá vậy? Người chiến thắng chính là Búp ơi. Hết sĩ con bà Bảy luôn có tê ơi. Làm gì? Tối ngày có ngồi vẽ tranh như vậy hả? Đây là công việc của anh mà. Công việc của anh có kiếm ra tiền không? Có lo được cái gia đình này không? Nè, em đừng có xúc phạm người khác kiểu như vậy. Rồi, ba thương nha. Tôi không thể nào sống với người vô dụng như anh nữa. Chia tay đi. Được, anh sẽ đi. Được, để tôi coi không có tôi anh sống như thế nào. Emma, một phụ nữ kiêu kỳ và quý phái, luôn chê trách Jim chỉ là một họa sĩ nghèo đói, không thể mang lại cuộc sống xa hoa cho cô. Sau những cuộc cãi vã kịch liệt, cuối cùng hai vợ chồng đã quyết định chia tay. Yeah. Rồi bà thương. Rồi nín nha. Con ngoan nghe, ba sẽ chăm sóc cho con. Rồi, bà thương. Dí dồ. Cầu Giang Đông Đinh, cậu tre lát lẹo cầm gợn khó đi. 10 năm sau. Con làm cái gì vậy? Thả tôi ra tên. Cũng chính nhờ vết bớt trên mặt của búp bê đã giúp cho Dream nhận ra con gái mình. Ha. Ha. Cô gái của bà, cô gái của bà. Bỏ con rồi. Búp bê. Ba nói cái gì vậy ba? Đây là búp bê, là em gái của con. Hả? Ông đừng có nói nhảm. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Ba có sao không ba? Ba không sao. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Tôi bắt mày đi bén nè. Khi hai cha con Dream và Mike phát hiện ra búp bê đã rơi vào tay của tên bắt cóc Eric, họ liền ngay nghĩ cách để giải cứu cho búp bê. Mày tới công chuyện với tao. Anh mau thả con gái tôi ra. Búp bê. Hồi đấu tranh quyết liệt với tên Eric, cuối cùng hắn ta cũng đã bị Dream đánh bại. Búp bê. Mẹ. Là họ đã cứu con đó mẹ. Hả? Em ba. Búp bê, đây là ba và anh Mai của con đó. Là thiệt hả mẹ? Cảm ơn hai cha con tặng con búp bê. Dream. Anh và con, vợ với mẹ con em nha. và thử thách, cả gia đình cũng đã đoàn tụ cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp. Tuy Búp Bê và Mai ngồi trong lớp học, nhưng đầu óc của họ lại đầy ồn ào với những suy nghĩ về những điều thú vị hơn ở ngoài kia. Họ cảm thấy chán chường với những bài giảng và ý định điều gì đó mới mẻ đã nảy ra. Anh Mai, em nói nghe nè. Muốn đi xây dựng căn phòng bí mật không? Ok. Đây là nơi lý tưởng để mình xây căn phòng bí mật nè. Ok. Và chiếc tủ gỗ chính là nơi lý tưởng cho kế hoạch táo bạo của họ. Cũng đã nhanh chóng trở thành hiện thực. Căn phòng nhỏ được xây dựng theo phong cách vũ trụ với đèn nhấp nhô và những bức tường bầu trời đêm. Cái phòng này nhìn đẹp xỉu anh ha. Nói gì nữa, bây giờ tụi mình cùng chơi đi. Còn ngủ quên trong căn phòng vũ trụ của mình nữa. Được rồi. Bây giờ cô muốn mời Búp Bê và Mai đâu rồi? Cô ơi, chắc là lén đi mua bánh tráng trộn rồi á. Tìm Búp Bê và Mai cháu cô. Dạ. Ôi, chú già hổng bạo nè. Trong khi đó, cô giáo Sophia trong sự hoang mang phát hiện ra rằng Mai và Búp Bê đã mất tích. Ngay vào luôn, họ lập tức chia ra đi tìm. Búp Bê, Mai. Mai, bão quá trời bão rồi. Mà sự tìm kiếm của mọi người dường như là vô ích cho tới khi họ phát hiện ra cái ngáy ở bên trong chiếc tủ gỗ. Búp Bê và Mai ở trong này nè cô. Vô. Búp Bê, Mai. Mai, dậy lại đó, để dậy đi, tớ có chuyện rồi nè. Tại sao đang giờ học mà các em lại ở đây? Tại tụi em buồn quá nên trốn ra đây làm căn phòng bí mật. Dạ, tụi em xin lỗi cô. Đi về lớp lẻ lên. Cô tính báo cái gì nữa? Cô cho tụi em ở lại đây đi. Đi cô. Cô cho tụi em ở lại đây đi mà. Em đang nghỉ. Cô đồng ý đi cô. Em cũng muốn ở lại đây nữa. Được rồi. Cô có cách. Rồi, ai xung phong hả? Búp Bê. Chà, đây trò tôi giỏi dữ rồi. Có lẽ căn phòng bí mật này sẽ là một ký ức khó quên trong lòng của tất cả mọi người. Búp Bê bị dị ứng nên phải nhập viện. Con bị dị ứng rồi. Con phải ở lại đây vài ngày để điều trị. Dạ. Nhớ là không được ăn hải sản nghe chưa? Dạ. Để cô khám cho con nha. Ước gì mình cũng được nổi tiếng như cậu ấy. Vừa dứt lời, chiếc vòng cổ của Búp Bê phát sáng. Thì có phải là Búp Bê không? Đúng rồi, là Búp Bê kìa. Con ơi, để chị bóp nhẹ cho con nha. Búp Bê ơi, cho cô xin chữ ký đi. Hay. Để cho một tên. Tránh ra nào. Chào buổi sáng. Bây giờ là mình có buổi chụp hình với nhãn hàng. Vậy là con trở nên nổi tiếng rồi hả? Ồ, đương nhiên là như vậy rồi. Wow. Đi thôi. Điều ước của Búp Bê trở thành sự thật. Và cô bé có cả quản lý riêng nữa. Wow. Đúng rồi, cứ như vậy mà làm. Em hắt cái đèn qua đây chút. Trang điểm cho búp bê đi. Rối lên nhà con. Dạ. Rồi tất cả về vị trí. 1, 2, 3, diễn. Okay. Được rồi, cắt. Tiếp theo mình đổi nhạc cụ với bối cảnh nha. Cố lên nha con. Chú. 3, 2, 1, dĩa. Con làm gì vậy búp bê? Diễn lại. Dạ dạ. Okay. Được rồi, tạm dừng. Mọi người có 5 phút. Hả? Bụng quá à. Tới giờ ăn chưa? Được rồi. Bây giờ á là mình quay quảng cáo cho nhà hàng Bona nha con. Ngon quá. Cười lên búp bê. 3, 2, 1, giết. Chưa hết đâu, còn nữa. Con nhớ là không được ăn hải sản nghe chưa? Chú ơi, con không ăn được hải sản. Cái gì? Con ký hợp đồng rồi, con phải ăn. Dĩ nhiên rồi. Nè búp bê, ăn đi con. Ăn đi con. Cái gì vậy? Nổi tiếng đâu làm cái gì thì làm hả con? Không được đâu. Ăn đi. Để ăn đi, thời gian là vàng bạc đó biết chưa? Xù hả? Trời ơi búp bê, ăn đi con. Ăn đi. Nhà đi búp bê, con không làm một bê hợp đồng cho chú. Tốt lắm. Búp bê, con làm cái gì vậy hả? Con không muốn làm nữa. Búp bê, bắt nó. Trời đất ơi, cái con bé này, bắt nó lại. Ở đằng kia. Búp bê, còn nữa vậy? Búp bê, không, con không làm nữa đâu. Không. thực thật là tuyệt vời. Búp bê đã nhận ra cuộc sống của người nổi tiếng đôi khi rất áp lực. Wow. Mấy bạn nhớ tới dự sinh nhật của mình nha. Ok. Hả? Chi phí cho bữa tiệc, chính vì vậy hai anh em đã chọn những vật dụng cái nhà lá vườn. Bây giờ thì cả Sushi và búp bê đang tích cực trang trí cho bữa tiệc. Nhìn thấy khu vực của búp bê cắm đầy những trái tim và trang trí sáng tạo vô cùng đẹp mắt, Sushi cảm thấy tức giận, nảy ra ý định chơi xỏ búp bê. Nhẫn tâm ném vô số bóng nước về phía khu vực trang trí của búp bê và Mai. Chỉ một lúc sau, bữa tiệc của búp bê và Mai đã trở nên tan hoang. Mọi thứ đã không còn lung linh như lúc đầu nữa. Giờ thì cậu biết các bạn sẽ đến tiệc của ai rồi chứ. Tới giờ rồi. Các bạn đến nhìn thấy tiệc của búp bê te tua, còn của Sushi thì đẹp quá, cho nên đã qua hết bên Sushi tham dự. Mấy bạn ơi, qua đây nè. Mấy bạn. Chúc mừng sinh nhật nha Sushi. Chúc mừng sinh nhật bạn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Mời các bạn ngồi. Chú lấy bánh kem cho con nha. Ok cô chủ. Bữa tiệc sinh nhật của Sushi trang trí toàn là vàng, nhanh chóng thu hút được sự thèm thuồng của hai tên cướp Eric và Dante. Thì thôi. Đừng em, ta làm cướp đấy, móc tiền ra. Bắt nó. Mời đi cưng. Mày cứ đuổi chạy ra này. Mai nhanh chóng phối hợp hạ gục được tên Eric và Dante, nhanh chân chạy đến cởi trói cho các bạn, nhưng mà không kịp rồi. Tụi mày tới số rồi. Có chỗ. Cô Sophia là một cô giáo hiền lành và tốt bụng, thế nhưng cô lại có một ngoại hình không mấy sáng sủa. Em chào cô. Chào búp bê. Xin lỗi thầy, tôi xin lỗi thầy. Không có gì đâu cô. Vô tình chạm mặt nhau trong trường, cô Sophia đã không thể nào rời mắt khỏi thầy David, một giáo viên dạy toán đẹp trai. Một đôi mắt biết nói cộng với nụ cười hiền lành của thầy đã làm cho trái tim của cô Sophia đập loạn nhịp. I love you. Cô. Tôi xin lỗi thầy. Không có gì, tôi đi trước nha. Cơ là cô chấm thầy rồi không? Nhưng mà cô xấu xí như vậy nè, thầy không có thích đâu. Cô đừng lo, em sẽ giúp cô. Cô Sophia biết rằng mình không thể nào sánh được với những cô gái xinh đẹp khác. Nhưng lần này, cô Sophia không thể nào kiềm chế được trái tim mình. Trái tim cô nhắc nhở rằng mình phải làm một điều gì đó để ở bên cạnh thầy David. Và người giúp cô trong cuộc hành trình chinh phục trái tim của thầy David chính là búp bê. Búp bê quyết tâm giúp cô Sophia làm đẹp, trao tặng cho cô Sophia một diện mạo hoàn toàn mới. Đầu tiên là giúp cô Sophia có một làn da mịn màng hơn. Sau đó thì trang điểm cho cô thật rạng ngời và xinh đẹp. Mình sẽ trang điểm sương sương nha. Tiếng Anh gọi là make up hả? Wow, đây là túi hả trời? Ngay cả bản thân của cô Sophia khi nhìn thấy mình trong gương cũng vô cùng bất ngờ. Cô không thể nào tin được cũng có ngày mình lại xinh đẹp đến như vậy. Cô đẹp quá. Thiệt hả? Vậy cô phải đi gặp thầy thôi nha. Chưa có xong gì hết á. Cô còn phải thay đồ nữa. Thay đồ? Búp bê cũng đã giúp cô Sophia chọn một bộ đồ trông thật phù hợp với kiểu tóc và cách trang điểm theo hình tượng của Barbie Girl. Giờ thì mọi thứ đã trở nên quá hoàn hảo rồi. Nhưng mà vẫn còn thiếu một cái gì đó thì phải ha. Thời gian, cô Sophia đã thay đổi hoàn toàn. Cô trở nên xinh đẹp, rạng ngời và tự tin hơn. Giờ đây đã có đủ bản lĩnh để đi tìm tình yêu đích thực của mình. 15 tháng 7 kiểm tra... Ủa, sao vậy nè? Ủa, alo? Thầy David đã không thể nào rời mắt trước cô Sophia. Thầy không thể tin rằng cô gái xấu xí ngày nào giờ đã trở nên xinh đẹp và lôi cuốn đến như vậy. Với một ngoại hình bắt mắt và những tài năng riêng của mình, thầy David đã bị cô Sophia chinh phục hoàn toàn. Thầy ơi, thầy đi ăn với em nha. Hả? Được chứ. Mình đi thôi. Dạ. Hai đứa ơi, mẹ có việc phải đi ra ngoài, tụi con ở nhà chơi với Lisa nha. Dạ. Lisa ở nhà chơi nha con. Dạ. Anh chị cho em chơi với. Em chọn xéo ngang. Mẹ mà có việc nên phải đi ra ngoài, đã nhờ Búp Bê và Mai trông em. Nhưng mà Mai và Búp Bê mãi chơi, không thèm để mắt tới Lisa. Mãi cho tới khi Lisa đâu rồi? Lisa! 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 Nhìn thấy Lisa bên cạnh, cộng với việc nhìn thấy con ma vô diện ngoài ban công, Mai và Búp Bê cho rằng chắc chắn là Lisa đã bị con ma vô diện kia ức hiếp rồi. Để cứu được Lisa, hai bạn đã lấy hết can đảm, chạy ra ban công, đánh tới tấp vào người của vô diện. Không có phải, chỉ là một cái áo mưa thôi à. Lisa, mình phải đi tìm Lisa. Hai đứa hoảng hốt chạy lên phòng của ba mẹ thì bỗng thấy một ánh sáng màu đỏ phát ra. Sau khi suy nghĩ một hồi, hai đứa cũng thận trọng bước vào. Liệu có một điều gì đó bí ẩn hay một thế lực đáng sợ nào trong chính căn phòng này chăng? Lần này không thể nào sai được. Chắc chắn là thế lực này đã bắt Lisa đi rồi. Oh, hình như là có cái gì đó sai sai. À, chỉ là đồ quá trang thôi à. Hả? Anh Mai, vậy Lisa ở đâu? Hả? Bố Bê, em có nghe thấy tiếng gì không? Hả? Lisa! Lấy hết can đảm, cả hai mở cửa nhà kho và vô cùng hoảng sợ với những gì diễn ra trước mắt mình. Mai và Búp Tê lấy hết can đảm, giơ vũ khí lên định tấn công quái vật. Nhưng mà chỉ là đóng hộp thôi à. Ủa, vậy Lisa đâu? Hả? Anh Mike. Không tìm thấy Lisa ở đâu, nhưng lại có tiếng ấy phì phò trên ghế sofa. Không biết bên trong có phải là Lisa không nhỉ? Cho anh chị xin lỗi nha. Từ giờ anh chị sẽ chơi với em ha. Có điện rồi, mình chơi thôi. Kể từ đó, Búp Bê và Mai không dám lơ là việc trong em nữa. Nhà của tụi mình đẹp quá à. Trời ơi, cái thứ rác rưởi vậy gọi là nhà hả? Nhìn bọn tao nè. Chào các em. Lớp mình sẽ có cuộc thi xây phòng. Ai chiến thắng sẽ nhận được cúp này nha. Em ơi. Em nữa. Nghèo mà cũng đòi xây phòng hả? Hay là dẻo à. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi à. Nghèo tôi đừng thấy thôi chứ. Theo cô nè. Cô giáo Sophia tổ chức một cuộc thi làm phòng. Búp tê, Mike, Henry và Suzy ai nấy cũng đều háo hức tham gia. Bây giờ thì cả bốn bạn đã bắt tay vào việc trang trí căn phòng bằng những màu sắc mà mình yêu thích nhất. Sắc chủ đạo của phòng Harry là màu vàng, còn của Suzy là màu hồng tươi tắn. Trong khi đó, Mai chọn màu xanh dương, còn búp bê thì chuộng màu xanh lá cây. Nhóm Suzy và Harry dùng sự giàu có của mình để trang trí căn phòng. Nhóm của búp bê và Mai dù không có nhiều điều kiện nhưng bằng sự sáng tạo của mình đã trang trí được một căn phòng vô cùng dễ thương và đẹp mắt. Nhìn thấy nhóm búp bê và Mai sở hữu hai căn phòng đẹp, Suzy và Henry đã lên kế hoạch để phá hoại. Suzy, Suzy. Mình xin lỗi vì đã khi dễ bạn. Mình có quà tặng cho bạn nè. Wow, có quà. Cảm ơn bạn nha Suzy. Mai, cho mình xin lỗi nha. Thì ra, Suzy và Henry đã dùng bạch tuộc đồ chơi để phun đầy mực đen vào phòng của búp bê và Mai như vậy. Để tao coi, tụi mày thắng bằng cách nào. Mình sắp hết giờ rồi, phải làm sao đây? Vào những giây phút cuối, búp bê và Mai quyết định sẽ sơn căn phòng bằng một màu đen. Không biết là cả hai bạn đang có dự định gì đây ta? Nhìn cái phòng hay quá à. Thiệt chứ. Chỉ là hai căn phòng màu đen đơn điệu như thế này thôi sao? Hay là một bí mật ẩn chứa đằng sau hai căn phòng màu đen này? Đã có kết quả. Đội chiến thắng sẽ là... Quá đã. Cô ơi, đợi em chút xíu. Anh ơi. Điều kỳ diệu của hai căn phòng màu đen sẽ xuất hiện ngay sau đây. Wow, đẹp quá à. Alo. Và người chiến thắng sẽ là Búp Bê và Mike. Yeah. Nhờ vào sự sáng tạo của mình, cuối cùng Búp Bê và Mike đã nhận được chiếc cúp vàng. Trời ơi, sao mà được. Đây là búp bê. Vì có vẻ bề ngoài không được xinh đẹp cho lắm nên búp bê luôn bị các bạn khác trêu chọc và coi thường. Đang trên đường đi học về, búp bê tình cờ thấy một poster thông báo về buổi prom chủ đề đại dương. Thế là đầu óc của búp bê cũng bắt đầu mơ mộng. Mình sẽ trở thành prom queen. Prom queen. Ê, không có tiền mua gương soi đúng không? Nè, mấy bạn làm gì vậy? Nè, làm quá nó ố về đó nha. Không lẽ đẹp cũng là cái tội vậy hả trời? Búp bê vui vẻ rời đi thì vô tình cứu được một con cá màu xanh đang gặp nạn. Và sự giúp đỡ này đã mang đến may mắn cho búp bê, vì con cá màu xanh mà búp bê cứu lúc nãy chính là nàng tiên cá Mariana. Cảm ơn cậu đã cứu mình nha. Wow, cậu là người cá thiệt hả? Cậu bị sao vậy? Quá trời quá đất thì chứ. Mình sẽ giúp cậu trở thành queen. Đừng giỡn mình nha. Đi theo mình. Biết được câu chuyện của búp bê và để trả ơn cho búp bê đã cứu mình, Mariana đã đưa búp bê về nhà, giúp búp bê thay đổi ngoại hình để giành giải prom queen tối nay. ngoại hình của búp bê lúc này đúng là hết nước chấm luôn nha. Xinh lắm luôn á búp bê. Bây giờ là đến phần tài năng. Cậu chế thử đi. Đây nè, Mariana còn giúp cho búp bê học đàn và hát hò nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta đến prom thôi. Get go. Wow, xinh quá Sophie ơi. Nhìn mà mê chỗ em kéo dài luôn á. Ủa? Wow. Ôi xin lỗi vậy hả? Búp bê ơi, chụp hình up Facebook cho mình nha. Ok. Đổ kiểu chú. Rồi, cười tươi lên nè. 2, 3. Búp bê xuất hiện xinh đẹp tại buổi prom đã khiến cho Suzy ghen tị và tức giận. Liếc thấy cây đàn, Suzy đã nảy ra ý cắt đứt dây đàn của búp bê. Chào mừng tất cả các em đã đến với buổi tiệc prom ngày hôm nay. Hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cho Suzy đi nào. Quả thật, Suzy đã có một màn trình diễn vô cùng thu hút và ấn tượng. Đẹp quá Suzy ơi, đẹp quá. Đẹp lắm luôn quá Suzy. Cùng chào đón tiết mục tiếp theo của búp bê. Búp bê xinh đẹp bước lên sân khấu trước sự reo hò và trông đợi của khán giả. Tuy nhiên, điều không mong đợi đã xảy ra. Dây đàn đứt te tua tơi tả. Phải sao được ta? Và để đáp lại sự đắc thắng của Suzy, Mariana liền nghĩ ra cách chữa cháy giúp đỡ cho búp bê. Why doesn't trust the word? Wasting my time. của búp bê đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của khán giả. Búp bê. Và khuyên của chúng ta chính là búp bê. Chúc mừng cậu nha búp bê. Sinh nhật của mình, các bạn nhớ đến tham dự nha. Susie, tối nay nhớ tới đó nha. Ok. Henry ơi, tối nay qua quẩy nha. Ok luôn. Mai, tối nay không có được vắng mặt đâu á nè. Chi luôn. Ủa, búp bê đầu ta? À, hay là để mình đưa búp bê giùm cho. Chị có gì bạn đưa búp bê giùm mình nha. Búp bê ơi, búp bê. Búp bê đâu ta? Hả? Chạy đâu trời? Để ở đây chắc chắn búp bê sẽ thấy. Bây giờ mình phải đi mua quà mới được. Thì ra hôm nay búp bê ra về thiệt là nhanh, là đến đây để chơi game chứ gì. Nên là Sarah không thể nào đưa thiệp tận tay cho búp bê được. Của con xong rồi nghe. Cảm ơn chú. Của con nè. Nè qua chú ơi. Chắc chắn là Sarah sẽ thích cho mà coi. Henry, anh Mike, tối nay chắc là tiệc sinh nhật vui lắm ha. Đi sinh nhật thôi. Cảm ơn tụi con nha. Ta mời mọi người đến dự, nhưng búp bê lại không nhận được thiệp. Búp bê tưởng rằng mình không được mời nên ganh tị, nghĩ cách phá hoại buổi tiệc sinh nhật này. Nhìn thấy các bạn khác đang vui vẻ trang trí cùng Sarah tại buổi tiệc, búp bê lại càng tức giận hơn. Núp trong một lùm cây, điều khiển flycam cho thổi rất nhiều khói bụi và gió vào các bạn, làm bay hết tất cả các đồ vật trang trí. Nãy nhìn thấy cũng đều tức giận, liên tục ném đồ vật về phía của flycam. Chính vì vậy búp bê mới chịu dừng lại. lại một lần nữa. Flycam lại xách theo một bình nước tưới cây. Trút bình nước tưới xuống các bạn. Mike tức giận dùng nã ngắm bắn Flycam. Flycam bị bắn nổ tung trên không và kế hoạch của búp bê bị thất bại. Chịu dừng lại tại đây, búp bê vẫn tiếp tục bay trò để phá các bạn. Bong bóng bị phơi đây, bong bóng bị phơi đây, mãi cho mãi cho. Cho mình cái đây. Của bạn nha. Mình cảm ơn bạn nha. Mình cảm ơn bạn. Các bạn nha. Mình cảm ơn nha. Đẹp hết sảy luôn. Sau khi các bạn đã nhận đủ bong bóng, búp bê liền bấm nút cho các bong bóng nổ tung. Những con rắn từ trong bong bóng bay ra khắp cả không gian buổi tiệc sinh nhật. Đóng vai trò như một siêu anh hùng đi diệt gián, búp bê điên cuồng đập loạn xạ tất cả các đồ vật trên bàn tiệc trước ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn còn lại. vào phiên vất. Biến đi. Hả? Anh Mai à. Trời ơi, cái máy bay của tôi. Đừng có hư nha trời. Hả? Còn ngồi đó làm gì nữa? Đi chỗ khác đi. Em chết rồi. Trời ơi, cái máy bay của Mai ích kỷ không cho búp bê chơi cùng, khiến cho búp bê tủi thân khóc. Vô tình, hình ảnh này đã lọt vào mắt của bà Tiên Freddy, và bà đã tìm cách để giúp đỡ cho búp bê. Cô bé à, sao con lại khóc? Hả? Hãy kể ta nghe. Hả? Sau khi nghe được câu chuyện của búp bê, bà Freddy đã nảy ra trong đầu một kế hoạch. Ta hiểu rồi, ta đã có cách. Em đúng là cái đầu chơi tốt mà. Thế đi. Không có được rồi. Mình phải đi xin lỗi búp bê mới được. Anh búp bê. Búp bê. Hả? Chào cậu bé. Mau thả em tôi ra. Muốn cứu được búp bê, cậu phải chọn một trong ba chiếc cửa. Khoan đã. Để cứu được búp bê, Mai buộc phải chọn đúng cánh cửa dẫn đến căn phòng có búp bê ở trong đó. Chắc chắn là búp bê sẽ ở trong này. Mình chọn sai rồi. Ôi trời. Hả? Nếu không thoát khỏi đây thì phải lấy chiếc chìa khóa kia. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Lùi người lấy đà để nhảy lên xa. Gồng mình cố sức vượt qua những thanh xa. Cuối cùng sau bao nhiêu cực nhọc cũng đã vượt được xà đu, đáp xuống đất, lấy được chìa khóa. Mình làm được rồi. Mình làm được rồi. Yes. Hay là búp bê ở phòng xanh lá. Lần này mình không thể chọn sai được. Hả? Sao lại sai nữa rồi? Mai vừa bước vào căn phòng màu xanh lá thì cánh cửa sau lưng bắt đầu đóng sầm lại. Vẫn là một chiếc chìa khóa ở cuối căn phòng, và để lấy được nó, buộc Mai phải vượt qua rất nhiều tia laser. Sau bao nhiêu cố gắng thì Mike cuối cùng đã lấy được chìa khóa. Nhưng không may đã lỡ chạm vào tia laser. Đèn báo động trong phòng bắt đầu chớp đỏ. Còi hú in ỏi khắp nơi. Những cây súng cũng bắt đầu xuất hiện, bắn tới tấp vào Mike. Mike vội vã mở cửa và chạy ra khỏi phòng. Trời, may quá mình vẫn còn sống hả? Cậu duy nhất một phòng, chắc chắn là bố bè ở trong đây. Wow, xịn quá vậy. Anh Mai, cứu em với anh Mai. Búp bê. Nhìn thấy búp bê trong căn phòng màu hồng cuối cùng này, Mai vui mừng chạy tới định tháo trói cho búp bê. Nhưng chưa kịp đến gần, mà Mì Lòng Lét đã xuất hiện chắn ngay trước mặt và bắt đầu tấn công Mai. Cả người Mai và cả thanh kiếm bao trùm một luồng điện mạnh. Mai đánh một nhát xuống người của Mami Lòng Lét, làm cho ả ta nhanh chóng tan biến vào không gian. Búp bê. Mình về nhà thôi búp bê. Dạ. Mai sau nhiều lần liều mình trải qua những thử thách, cuối cùng đã vượt qua và cứu được búp bê, an toàn trở về nhà. Đồng thời cũng đã học được một bài học quý giá là không được ích kỷ. Búp bê, anh xin lỗi em. Anh hứa là từ nay anh sẽ không ích kỷ với em nữa đâu. Hả? Dạ. Chào con. Búp bê, dậy đi em. Búp bê, ăn sáng nè. Búp bê, dậy đi. Dậy đi, trưa tới nơi rồi kìa. Dậy đi, rửa mặt đi. Xong rồi còn xuống ăn sáng nữa. Tỉnh táo lại coi. Ngồi đây nè. Chúng ta phải dạy búp bê biết kỷ luật thôi. Đồng ý. Từ nay cả nhà chúng ta sẽ sống theo kỷ luật quân đội. Tới giờ luyện tập. Xuất phát. Ba mẹ ơi cho con với. Ba mẹ ơi cho con. Buổi tập bắt đầu. Mời tập tiếp theo cháy bố. Đó. Một thời gian tập hợp bên phải quay. Bắt đầu. Đừng có bỏ con mà. Dừng lại. Điểm danh 1 2 3. Ủa? Ngồi. Ăn cơm. Ăn rau tốt cho sức khỏe, còn không có được ăn thức ăn nhanh nữa nghe chưa? Đúng vậy. Hả? Sao vậy? Búp bê, con sao vậy? Búp bê, con sao vậy búp bê? Ôi trời ơi! Hả? 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 Búp bê! Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ! Búp bê! Bỏ điện thoại xuống. Đưa hai tay lên. Ngủ ngon. Chúc búp bê ngủ ngon. Dậy đi. Em biết rồi. Dậy đi, dậy. Nhanh nào, dậy. Trễ rồi kìa. Búp bê, dậy, nhanh lên. Dạ. Hả? Của tao. Nè, con yêu giỏi lắm đấy. Yeah. Con cảm ơn ba mẹ. Cô muốn được trở thành nữ hoàng trong buổi dạ hội của trường. Thế nhưng cô bé lại bị Suzy và những bạn học cùng lớp chê bai ngoại hình của mình. Và thế là búp bê quyết tâm thay đổi, tự mình trở thành nữ hoàng dạ hội. Để xem các bạn có còn dám chê cười nữa không nào. Trang điểm rồi. Bây giờ đi tìm một chiếc đầm thật là xinh đẹp thôi nào. Hôm nay bạn đẹp quá. Cảm ơn bạn nha. Búp bê, mặt bạn kìa. Mình không sao đâu. Mọi người ơi, đã đến lúc tìm ra chủ nhân cho chiếc dứa miệng này. À, nữ hoàng hôm nay chính là Suzy. Ăn lên đi Suzy. Chúc mừng em nha. Mà khoan, tôi ơi, búp bê mới xứng đáng làm nữ hoàng ngày hôm nay. Tại vì Cậu xinh lắm búp bê. Mình xin lỗi vì đã khinh thường cậu. Không có sao đâu, tụi mình là bạn mà. Bà đi đâu mà chưa chịu về nữa ta? Hai đi, hình em kìa. Không có phải em, người giống người thôi à. Chắc vậy ha. Thôi vô nhà đi em. Dạ. Em mất chưa được bao lâu thì Dream đã dẫn Harry, vốn là một kẻ bắt cóc, về nhà. Bê. Ai vậy ba? Đây là cô Harry, sẽ là mẹ kế của con đó. Chào con gái. Mẹ kế. Dù chỉ mới bước vào nhà, nhưng Harry đã dùng một ánh mắt vô cùng gian manh để nhìn búp bê. Con gái. Trời ơi, cho mẹ nhìn cái coi. Trời ơi, thì đâu mà xinh dữ vậy nè. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Anh ơi đâu? Harry, có sao không em? Từ từ. Búp bê, không được làm như vậy. Xin lỗi mẹ, nhanh lên. Mẹ có gì tâm này nữa mà. Búp bê. Được rồi, anh thương. Búp bê tỏ thái độ không thích Harry thì bị Dream quát mắng. Freddy lén lút đi vào phòng của búp bê, cầm dây thừng định bắt búp bê thì vô tình làm búp bê tỉnh dậy và hét lên. Bị búp bê phát hiện, Harry đã nghĩ ra một câu chuyện để tự bào chữa cho cô ta. Bà đi theo con đi, nhanh lên. Nè, bà coi đó, bà ta là người xấu, bà ta muốn bắt cóc con đó bà. Đau quá. Hả? Harry? Harry? Sao vậy em? Búp bê đẩy em. Mình tránh ra đây, tôi học của con. Búp bê, búp bê, con đừng có giận mẹ mà. Đau quá. Ba, tự bà ta làm lớn chuyện lên đó bà. Búp bê, con hư quá rồi đó. Xin lỗi mẹ mau. Không thể ngờ rằng Harry lại tỏ vẻ đáng thương, vu khống toàn bộ tội lỗi cho búp bê. Lúc này Jim lại tin Harry, trách mắng búp bê khiến cho búp bê vô cùng ấm ức. Em ở nhà ngoan nha. Dạ. Bye anh. Alo, tới lẹ đi nha, không còn ai ở nhà hết rồi đó. Tới liền. Hôm nay, nhân lúc bà Jim đi làm, Harry đã gọi đồng bọn của cô ta tới, chính là Lucas. Hồng bắt búp bê đi. Đúng lúc Jim phát hiện mình quên điện thoại nên nhanh chóng quay về và bắt gặp cảnh này. Búp bê! Chạy lẹ lên, nhanh lên! Búp bê! Ê, trả xe lại đây. Gấp lắm rồi, tôi bụng chút xíu nha. Sắp bán cái đồ đó nhóc. Lên, tự ý câu chuyện với tao. Rồi. Mau vô đây. Ba Jim theo chân của bọn bắt cóc đến sào huyệt của bọn chúng. Dream đã hạ gục được 2 tên bắt cóc, giải cứu an toàn cho con gái mình. Búp bê, con có sao không? Dạ con không sao. Ba xin lỗi vì đã không tin con. Đâu có gì đâu ba, mình là gia đình mà. Ngoan quá.